Bây giờ thì Thùy đang chuẩn bị để ra sân bay để về Việt Nam này các bạn ạ. Rất là buồn, thì về tới 4 tuần lận sẽ rất là nhớ em cún này. Còn bây giờ thì cả gia đình sẽ vô phòng khách, phòng ngồi. Thường thì mỗi lần mà gia đình mình đi đâu ấy thì cả nhà sẽ ngồi khoảng 15 tới 30 phút với nhau để tạm biệt nhau. Bây giờ là cả em cún Oli cũng sẽ ngồi với mình đây. Đi sang phòng mẹ thôi. Holly, cắt Holly chỗ chưa chưa đặt ngủ cho papa Holly hai chín mươi sáu đúng cái đó có là gì vậy cho apa tam Holly gặp lại cái tối ta dạ. Holly, tự nhiên. Holly. Holly, nhiệt, 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 tự nhiệt, nhiệt. Holly, nhiệt, nhiệt, nhiệt. Нет. Холи. Ты уже гуляла. Гуляла ты уже сегодня, да. Потом вечерком погуляешь. Да. Да. Пока, Холи. Иди сюда, Оли. Оли, иди, иди, на место, на место. Пока, мама. Пока, пока.